Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như xem những cái video của mình đã đăng lên. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly chất lượng tốt, xin vui lòng liên hệ theo số máy trên tấm biển xanh 0368888479, giao hàng toàn quốc. Hình thức giao dịch: quý vị vui lòng đặt cọc cho mình 300.000 đồng, khi đó mình sẽ đóng hàng gửi đi. Đơn vị vận chuyển Viettel Post sẽ giao tận nhà cho quý vị và các bạn. Việc còn lại, quý vị và các bạn trả nốt tiền, nhận hàng, thế là cuộc giao dịch thành công tốt đẹp. Tiền phí ship, bên mua được quyền thanh toán. Mình rất trân trọng cái quyền này của khách hàng, cũng như mình có cái quyền được cung cấp những sản phẩm tốt, hoạt động bền bỉ với giá thành thì thấp nhất có thể để đến tay người tiêu dùng là khách hàng của mình. Hai bên đều tôn trọng những quyền này của nhau. Còn gì tuyệt vời hơn, có phải không quý vị và các bạn? Lại vỗ tay. Báo cáo với lại quý vị và các bạn. Báo cáo với quý vị và các bạn. Con voi này, bác khách em mình lên sóng là có tiếng, bác đã chốt liền nha, bác xem được bắt chốt liền. Đấy, thế nhưng mà đơn vị vận chuyển Viettel Post hôm nay người ta mới dám nhận lời để vận chuyển con voi này từ thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương về thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương Việt Nam để xác minh xem con voi này nó có phải là, thứ nhất, nó có phải là hàng quý hiếm hay không, nó có phải là hàng được bảo tồn hay không. Chứ nếu nó mà là hàng quý hiếm, hàng bảo tồn thì pháp luật nghiêm cấm, đúng không ạ? Đấy, thế nên là con này nó không phải thuộc cái hàng đó. Thế đơn vị vận chuyển hôm nay người ta đã trả lời mình là người ta nhận vận chuyển con voi này về thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Thế là tối hôm nay mình lên sóng test chất âm nhá. Test chất âm cũng như xin hát một bài. Đấy, để gửi tới quý vị và các bạn và gửi tới người quản tượng, người quản tượng tương lai của em nó chính là Thượng Đế Ngô Quảng Thanh ở khu Hạ Chiểu 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Nhà cung cấp là Khang Audio 0368888479. Đấy. Hôm nay ông có hỏi về Thượng Đế này thì Thượng Đế này bảo là đã chuẩn bị tư tưởng về cái vấn đề là quản tượng. Đấy. Thượng Đế này cũng lại tiếp tục hàng cho thêm một sản phẩm. Đây, cũng của Thượng Đế Ngô Quảng Thanh ở khu Hạ Chiểu 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Con này là một con đài để về Thượng Đế nghe chuyện thầm kín. Đấy. Đây, sau đây xin đi vào hát bài luôn nhá. Thế còn chất âm nhạc thì thôi đừng hỏi, đúng không? Nó là 16 con sò lớn cơ mà, đúng không ạ? 16 con sò lớn về biến ép như cái nhà này, biến ép phải đúng như cái trạm biến ép cấp cho bản mình như con gì nữa, đúng không ạ? Này, không cần phải quảng bá này, nhìn là đã biết chất âm của nó thế nào, nó đánh được những cái loa như thế nào, đúng không? Đấy, trông nó như thế này, clip trước nói rõ rồi, đúng không ạ? Không thay một cái gì nhá, chất áp lại vậy. Đây, chiếc áp này ở hướng 12 giờ là nó có cái khớp, ở hướng 12 giờ là có khớp. Đây này, có thay một con này. Con này con volume này, chiếc áp này thay con volume bi nhá. Đấy, thay có một con thôi. Thay một con này là con volume bi. Mà lý do là mình hết volume bi rồi. Đây này, con master này thì mình thay con volume trơn, thế là hết. Thay độc có hai con volume nhá, còn tất cả nguyên zin. Mạch mic 7 núm, có một cái núm này. Đây, núm này là núm chỉnh du zít này. Đấy, ta không biết chỉnh ta cứ để hướng 12 giờ nhá. Đấy, để tìm được cái biện pháp để cho nó rú lên đối với con âm ly này mình đang đấu hai cặp loa cũng tương đối khó nha. Đấy, thế còn tất nhiên là cố tình, với những kẻ cố tình thì vẫn làm được, đúng không ạ? Đấy. Thế nhưng mà vỏ quýt dày thì lại có móng tay nhọn, nếu cố tình làm cho nó rít thì ta lại cố tình làm ra những cái biện pháp để cho nó hết rít, đúng không ạ? Ta chỉnh, ăn nhau cái chỉnh nha. Đấy, ăn nhau cái chỉnh. Có hay hay không phải do người chỉnh nha. Nghe nhạc là một chuyện nhưng chỉnh nhạc cũng là cả một quá trình nghệ thuật.
không được, không nghe nhạc sống được, nghe nhạc chín đi, nhạc sống ăn kinh lắm. Đây, làm bài về Bến Tre, Giáng Hưng Bến Tre. À, đây đặc sản Bến Tre kẹo dừa. Đấy, vừa ăn kẹo dừa Bến Tre, đấy, vừa uống cà phê Hòa Tan đây, đấy, cà phê Hòa Ban Mê, à, vừa ăn kẹo dừa ở Bến Tre. Để hát gì, ăn kẹo dừa Bến Tre, hát về Bến Tre mà chỉ nghĩ gì, chỉ nghĩ đến con gái Bến Tre, người ta bảo ngọt như nước dừa. À, xong lại hát karaoke, hát karaoke bằng con Protech PA5017, hàng mic 7 volume 16 xò lớn, mạch echo 50195 nguyên zin. Bởi những cái lý do như này mà tại làm sao, quý vị có biết tiên phải giáng trần không ạ? À, cõi trần tộc là có quá nhiều thú tiêu khiển phê pha, thế nên tiên phải giáng trần, đúng không ạ? Đấy, nay tiểu đệ nhá, nay đệ hát bằng cái con này này, phải chuẩn bị cả kẹo dừa, cả cà phê nhá, để hưởng lạc nhá. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Đang ấn cái này. Mạnh quá. Alo, alo, alo. Hát lại nhỉ. Đánh mạnh quá. Bye.
bên dưới nha. Vời hơn ạ, à. Ăn nghe đặc sản bên Tre nhá, ăn kẹo dừa bên Tre mà lại còn uống nước dừa bên Tre, xong lại được khát bởi âm ly Protic 5BA501 nhá, mà lại còn thêm nữa lại gọi là lại còn có bạn gái ngồi cạnh ở bên Tre nữa thì thôi đúng không nào. Thôi thế xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của mình. Chào thân ái. Merci. Cháu nó dạy thank you. Đấy, tiếng Anh đấy. Còn mấy anh tàu khựa, anh ấy nghe lỏm các anh tàu khựa thì anh nói xia xịa. Thôi thế xin phép dừng clip ở đây nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.